Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Cái hồi mà quen ông này là em độc thân rất là lâu rồi và chỉ lo gọi là công việc thôi. Một mình lâu gánh thứ mọi thứ em thấy mệt mỏi. Thì đúng lúc ông này đến lại còn khéo nữa. Được thì được, không được thì thôi, gọi là cũng vui chơi qua đường cũng được. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Trước tiên là anh muốn biết rằng là hai em có hoạt động trong showbiz không ạ? Dạ không ạ. Không hả? Ủa sao nhìn em quen quá vậy ta? Nhìn bạn trai này rất là quen. Anh có tham gia chương trình Người Ấy Là Ai rồi. Đó, thấy chưa? Hèn gì, đúng rồi, bởi vì rất là quen. Trước tiên là xin mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, trước tiên em xin chào MC Hồng Vân và MC Quốc Thuận và các vị khán giả. Em tên là Henry Ngô, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại là đang là giám đốc điều hành cho thẩm mỹ viện. Thôi mời em. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Em tên là Thảo, năm nay em cũng 28 tuổi và hiện tại thì cũng đang làm giám đốc điều hành kiêm trưởng phòng marketing của công ty chung của hai đứa em ạ. Điều làm đẹp, hèn gì hai vợ chồng ai cũng đẹp. Đẹp đều hết. Cảm ơn anh chị. Nhưng mà Henry Ngô tức nghĩa là chắc là em là Việt Kiều đúng không? Dạ, em định cư ở Mỹ được 10 năm rồi. Em về đây được 2 năm rồi. Nhưng mà là bây giờ là em về đây ở luôn chưa? Dạ rồi. Gặp vợ em là em ở đây luôn. Như vậy là tụi em mới cưới nhau thôi đúng không? Dạ đúng rồi, mới cưới được khoảng hơn 1 năm thôi ạ. Lần đầu tiên các em quen nhau như thế nào? Cái hôm đó là em cũng vừa về Việt Nam được khoảng 1 tháng thôi. Có buổi tối đó thì em ở nhà mình buồn quá nên em ra pub chơi. Thì em gặp cô nàng, cô đang ngồi một mình. Đúng như cái hình mẫu mà em thích đó, cho nên em đến em tiếp cận thôi. Có nghĩa là cô vợ của em là hoàn toàn giống như là trong cái hình mẫu mà tưởng tượng của em là bạn gái em hoặc vợ của em phải như vậy, đúng không? Em không nghĩ là như thế đâu. Con vô ba ấy thì thấy mình kiểu đi một mình thì đến cua thôi chứ không hình mẫu gì đâu. Thế là em nghĩ không, em chắc chắn luôn. Có phải là những điều mà vợ em nghĩ là như vậy không? Không, tại vì em thì không thích các phụ nữ mà ăn mặc hở hang á. Cổ thì đi vũ trường mà không có hở hang, cho nên cổ gây được sự chú ý của em. Mới đến tiếp cận thôi. Có nghĩa là cảm giác của em khi gặp vợ em là em thích liền. Đúng rồi. Đúng rồi, em thích liền. Còn em thì sao? 2 năm trước là anh còn theo phong cách kiểu K-pop đó chị. Tóc xanh, tóc đỏ, xong rồi màu mè loè loẹt. Nói chung là không phải kiểu em thích. Mới nhìn là bảo là thôi, không ấn tượng gì rồi. Đúng rồi, không phải gu của em. Gu của em là kiểu như bây giờ này, như bây giờ thì thích này, nhưng mà hồi đấy là không thích. Ông này thì được cái rất là khéo ăn, khéo nói. Nói chuyện một lúc thì mình cũng biết là có hiểu biết, có đọc sách, có gọi là học hành. Thế nên là cũng hơi thích một chút. Tại vì em bị thích những cái người mà người ta thông minh và hiểu biết. Với cả lúc đấy mình cũng đang độc thân lâu rồi. Thoạt đầu thì em không thích, nhưng mà sau khi nói chuyện thì bắt đầu em có cảm tình một chút xíu. Dạ, đúng không? Đúng rồi, tại vì ông rất là khéo miệng, ông khéo lắm. Rồi bao nhiêu lâu mới là có cảm tình thiệt? Nếu mà cảm tình thiệt là lúc lên giường với nhau. Thì cái hồi mà quen ông này là em độc thân rất là lâu rồi và chỉ lo gọi là công việc thôi. Thì mình một mình lâu gánh thứ mọi thứ thì em thấy mệt mỏi. Thì đúng lúc ông này đến lại còn khéo nữa. Được thì được, không được thì thôi, gọi là cũng vui chơi qua đường cũng được. Nhưng mà khi mà ứng dụng mình lên giường rồi ha, cởi đồ ra một cái thì là wow, 6 múi, 8 múi. Mà rất là giỏi, rất là... Okay. Thế nên là mê luôn. Mê luôn. Nhưng mà cái khoảng cách mà từ lúc đó cho đến lần gặp thứ nhất là nó bao nhiêu lâu? Hình như 2 ngày. 2 ngày. Trời, lâu quá. Nhưng mà trong 2 ngày đó là gặp nhau mấy lần? Thì hôm sau là hẹn nhau đi luôn. Tức nghĩa là lần thứ 2 là đã bắt đầu là đi luôn rồi. Dạ, thì em cũng không nghĩ là sẽ quen đâu. Tại vì không phải mẫu người của mình. Thì mình chỉ gọi là quét mặt nhện ý, xong thôi. Nhưng mà lỡ đâu ông cởi đồ ra một cái là bị mê luôn rồi. Mà ông rất là khéo, ông theo đuổi. Nhưng mà Henry thì sao? Lúc đó là em đã thích cô này chưa? Hay là sau cái đó rồi thì mới là thích? Sau cái đó cũng chưa thích nữa. Lên giường với nhau được xong rồi ha, thì được thêm 2-3 lần nữa là kiểu ông kiểu chán rồi ấy. Bắt đầu trở mặt lật như lật bánh tráng vậy đó. Giờ mặt luôn. Đúng rồi, lúc đầu kiểu ui anh rất là thích em, anh rất là thương em. Thế lọ thế chai xong rồi đến lúc mà 2-3 lần ông chán rồi, anh bây giờ chưa muốn quen ai chính thức. Anh bây giờ
còn muốn khám phá lắm anh. Thế đấy, sau cái ngày mà tụi em lên giường với nhau ha, thì em bảo là thôi nếu mà bây giờ đã thích nhau như thế thì hai đứa dọn vào ở chung đi. Rồi mình tính tương lai sau. Thì ok, ông cũng vào ở chung. Xong được 3 lần hay 4 lần sau đó thì tự nhiên đi đâu chơi về thâu đêm không về. Sáng hôm sau về là kêu anh có chuyện muốn nói, anh không muốn quen một ai cố định đâu. Bây giờ anh còn muốn được khám phá lắm, thôi mình đừng quen nữa. Em kiểu trời, bàng hoàng luôn. Đúng không? Đúng, bàng hoàng luôn. Mà chị hỏi này, cái thời điểm đó là em có, em quen bao nhiêu cô gái? Thời điểm đó một số là bao nhiêu? 7 người. 7 người. Trời sức đâu ơi, mà em trải ra tới 7 người dữ vậy cơ. Em quen rồi. Em quen rồi. Ở Mỹ là em, trong... ở Mỹ em cũng sống vậy. Đang ở chung với nhau trong nhà là cùng một lúc đó là em quen 7 cô gái. No, em không có làm gì. Trước khi mà quyết định dọn vô thì em còn quen 7 người, mà quyết định dọn vô là không có nói chuyện với người khác nữa. Là đã chia tay luôn 7 cái người đó. Đúng. Sau đó đây là người thứ 8. Sau đó dọn vào với em được vài lần đó thì lại muốn là chắc là nhớ 7 người đấy. Là quay trở lại 7 người kia. Quay lại với được một người nhưng mà cũng không xong nữa. Tới giờ quay lại xong rồi mới thấy là ok, mình thương cô này rồi. Có rủ cô kia ra nói chuyện với cô vậy đó, nhưng mà còn kể về cô này thôi. Xong rồi cái mạnh đường nhà nó về là nhớ cô này. Mới bắt đầu mới giành lại cô. Rồi nhưng mà cái lúc mà sau khi mà hai người đã nói chuyện với nhau rồi thì vẫn còn tiếp tục ở chung không? Hay là dạ, không, là dọn ra luôn. Và lúc đấy là coi như là chia tay luôn. Và em tưởng là thôi, mình lại bị lừa rồi. Thực ra ở cái thời điểm mà Henry bỏ em ấy, em lúc đấy còn trẻ này, trước khi lấy chồng là chắc vẫn còn đẹp. Xong rồi mình cũng thành đạt, mình có cái mức thu nhập mà ở độ tuổi của mình ở thời điểm đấy ấy, không phải ai cũng làm được. Thế tự nhiên bị đá một cách gọi là vô lý, ngang, không hiểu vì sao luôn á. Mình bảo ôi giờ sao mình phải như thế. Thế là thôi em cũng chặn hết từ điện thoại, Facebook, Instagram, mọi thứ để liên lạc. Sau đó là book vé đi chơi, đi du lịch. Khi mà em không liên lạc được với cổ thì cái khoảng thời gian đó như thế nào? Em cũng sinh hoạt bình thường, cũng đi ăn, đi tập gym này nọ, đi chơi với bạn bè. Nhưng mà chỉ có tới đêm á là thấy có một mình ở nhà thôi. Trống vắng. Thì em chạy qua bên nhà cổ nửa đêm trong vắng xong đi kiếm mấy cái bạn mà. Nhưng mà tới chừng đó mình phát hiện ra là em thích cô này á, thì mấy cái cô khác em có đi chơi cũng không thấy vui á. Cho nên là em chạy qua nhà cô này tìm mà họ cổ không có ở nhà. Là vài lần qua thì thấy cái đèn của cái phòng cổ còn sáng, nên em kiếm đồ chọi lên. Lấy gạch đồ chọi lên mà cổ cũng không ra mở cửa nữa. Xong có bể kiến không? Sợ bể bị hàng xóm ra la này nọ, đây không có dám chọi mấy cục bự, chọi mấy cục nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà cô không ra tiếp em. Cổ đi rồi. Lúc đó là lúc mà cô đi rồi nhưng mà đèn em để. Đúng rồi. Về đóng tiền điện thấy bà nội. Hình như là khoảng một tuần không kiếm được đúng không? Anh đến buổi sáng đến công ty của em là buổi sáng thì có gặp nhân viên rồi có chuyển lời lại là anh chỉ còn một tuần ở Việt Nam thôi, thì nhắn chị Thảo liên lạc với anh hay là anh muốn gặp có chuyện hay gì đấy. Thế là tụi nó cũng biết là ông này không tốt với em nên chúng nó đợi đúng canh đúng hơn một tuần để ông này đi rồi bắt đầu mới nói với em, sợ em lung lay hay như nào đó. Lúc đấy linh cảm em như thế nào đó, em mở lại Instagram xong em nhắn tin lại là bây giờ anh về Mỹ rồi đúng không, thì có một số đồ đạc lúc mà dọn vào ở chung ấy thì còn ở đây, bây giờ anh có muốn em trả lại không? Thì ông nói là ông vẫn còn đang ở Việt Nam. Hẹn gặp. Lúc đấy nghe xong là mừng lắm, nhưng mà mình vẫn còn phải kiểu giữ giá. Mình kêu là thôi gặp đâu, gặp có việc vấn đề gì em gửi đồ qua thôi, nhưng mà ông cứ nằng nặc đòi gặp bằng được. Thế là hôm đấy mình trơ chiêu. Hôm đấy là mình phải mặc đồ thật là sexy lên. Ngực phải như thế này này, khoét chỗ này khoét chỗ kia. Đấy, xong rồi mang đồ ra. Cái hôm đấy là không hẹn anh nào cả, nhưng mà phải diễn cho sâu là bây giờ đấy đồ của anh đây, anh có gì nói nhanh đi, em đang hẹn người khác. Thế xong ông này nhìn thấy mình kiểu sexy như thế, xong chuẩn bị đi gặp người khác nữa, là thôi trời ơi anh xin em hãy cho anh cơ hội, anh không bao giờ làm em phải khóc, không bao giờ làm em phải buồn nữa. Rồi đưa passport đây, cuộc đời của anh đây, em giữ lấy luôn đi. Anh không về Mỹ nữa. Rồi em có đi không? Thì em bảo là nói thật không, bây giờ em cầm nhá, em không trả đâu, và anh ở đây với em luôn. Từ lúc đó là ở quyết định ở lại Việt Nam luôn. Coi như là tụi em có một cuộc tình nói chung là cũng đẹp nè. Vậy thì sau khi kết hôn về nó có đẹp như là cái thời mà các em còn yêu nhau? Anh nghĩ sao? Em thì em thấy sau trước hay sau kết hôn thì cũng vậy à? Chỉ là em xác định rồi, mình chấp nhận rồi, nên mình không có nhiều lựa chọn lắm. Sau khi hôn nhân rồi, sau khi kết hôn rồi, sau khi có con rồi thì cái chuyện mà hai đứa về cái vấn đề mà về vợ chồng á
thì nó còn hòa hợp, nó còn cân đối không? Nếu mà về hòa hợp thì chắc là hiện tại bây giờ đang hơi lệch một chút. Tại vì nhu cầu của anh rất là cao, mà em thì có thể là không có đáp ứng đủ được luôn ấy. Là sau khi sanh đúng không? Dạ đúng rồi, sau khi sanh là em gặp không cái vấn còn đề wow đó. Nữa không? Dạ hết rồi anh. Tại vì á, không phải, thường là khi mà cái người phụ nữ mà sanh con xong á em, nó sẽ có thay đổi về nội tiết tố đó. Tại vì trước đó là phải lo cho cái bầu đó, rồi sau khi có em bé phải lo cho em bé nhiều, thành ra cái nội tiết tố nữ nó bị giảm đi. Thành ra cái việc đó là họ bớt, họ giảm cái ham muốn. Trong khi cái người đàn ông mà ở cái tuổi này là cái tuổi mà rất là sung sức. Dạ đúng rồi. Trước em là anh đã quen 7 người và 7 người đó anh... Em phải hiểu rằng ảnh là cái người mà cái nhu cầu của ảnh là như vậy rồi. Chị muốn hỏi là trước đó thì em làm công việc gì là chính? Em làm ở ngân hàng. Em chuyên ngành tài chính. Còn em là vẫn là thẩm mỹ viện từ trước rồi. Trước dạ, khi mà quen với bạn này luôn. Dạ đúng rồi ạ. Lúc đấy là chưa phải là thẩm mỹ viện, nó chỉ là spa thôi. Thì khi mà Henry về giúp em điều hành, vận hành tất cả mọi thứ thì mới phát triển lên được như bây giờ. Thật ra thì lúc mà em xác định là em phải có việc làm ở đây, cái công việc đầu tư của em thì công ty ở Mỹ, họ không có chi nhánh ở đây, nên em buộc phải thôi việc ở đó. Thời gian đầu thì em vẫn còn làm kiểu freelance, nhưng mà một thời gian sau thì thấy cũng cô này thì cần mình giúp đỡ nên thôi tập trung qua giúp vợ. Sau khi mà tụi em là lúc nào cũng bên cạnh nhau nè, rồi khi về nhà rồi tất cả mọi thứ cũng là bên cạnh, mà trong khi vợ em thì bây giờ lại giảm cái điều đó, thì là em có cảm thấy là em bị thiệt thòi không? Thấy là vợ làm như vậy là thiệt thòi cho chồng không? Thật ra thì em thì có nhiều sở thích lắm, cho nên nếu mà không mất đi một hai cái thì cũng không sao. Lấy những cái khác mình tăng lên những cái khác thì bù qua cái lượng thời gian mình thôi. Tức là tiêu hao cái năng lượng của mình bằng một việc khác. Đúng rồi. Henry thì em thì thích đi gym lắm. Coi như là mười mấy năm nay là em đi không sót ngày nào á. Nhưng mà em có mong muốn vợ em trở lại cái bản lĩnh như là lúc mà gặp em không? Có. Rồi chút nữa cái phần mong muốn thay đổi đó là phải nói điều đó ra. Đó. Ở đâu cũng có nhau cả. Không thấy một cái điểm xấu gì ở cái người bạn đời của mình xuất hiện đúng không? Điểm xấu thì có chứ anh. Có không? Ai mà chẳng có điểm xấu. Đó như ảnh đó, tật xấu của ảnh có nhiều không? Trước khi đến quay đây nhá, công ty là có mấy chục nhân viên, là em hỏi từng người một. Bây giờ các em phải liệt kê ra cho chị để chị lên chương trình chị kể. Nhưng mà không đứa nào dám, không biết em là không dám. Em chuẩn bị kỹ gì luôn hả? Tại vì em nghĩ không ra. Có hai cái mà em thấy ghét nhất. Thứ nhất ấy, là ngày nào cũng làm em bị đau. Trời ơi, em mới quay người chở mình thôi hay là em bước lên giường thôi là cổ đã đau rồi. Tại vì em tập tạ cũng mười mấy năm rồi đó. Cho nên cái gì nó cũng nặng nề, cũng cứng hết. Mà cái cô này thì... Mỏng manh. Có nghĩa là giống như là cái động tác nó bị hậu đậu, nó đụng em dạ, hay là va chạm là cũng đều làm em bị đau đớn hết. Trời ơi chị ơi, như ví dụ xoay người một cái làm phát cùi trỏ vào người hay như nào đấy mà không phải như người bình thường đâu. Mà một ngày mấy lần như thế đau lắm ấy. Mỏng manh dễ vỡ đó đúng không? Ví dụ ngủ dậy mà bước xuống giường hay như nào cũng nhỡ đâu nhẫm vào mình hoặc là nhỡ đâu va vào mình hay gì đấy. Nhiều khi cử động của ông là như con nít ý, nhảy lên nhảy xuống rồi này kia các kiểu nên... Như vậy là bị tăng động hả? Đúng rồi, bị tăng động rồi. Đó là tập bị tăng động và mạnh tay mạnh chân. Mà đã gì tăng động mà ở trong một con người giấy u thịt bắp như thế này nữa. Giấy u thịt bắp hồi nào sao mà người ta như vậy mà giấy u thịt bắp là ganh ghét. Trời ơi, tại chưa thấy đó, chưa thấy. Tại vì nãy Thảo kể đó, vừa cởi một cái thôi là cái đó, wow. Cái đó là body xấu muối chứ không phải là giấy u thịt bắp. Giấy u thịt bắp để lúc nào chị chỉ cho cái hình mẫu giấy u thịt bắp. Đâu, giấy u thịt bắp đâu. Không. Cái này không phải gọi là giấy u thịt bắp. Không, có không, có u không? Có u đó, cởi ra mới thấy. Cởi ra mới thấy không lẽ? Không lẽ giờ tôi kêu cởi ra hết. Rồi bây giờ còn có xấu gì nữa không? Với cả còn một cái mà em ghét nữa ấy, là ảnh mà nói hoài không nhớ. Ở nhà có cái bồn tắm vòi hoa sen với cả vòi tắm đứng ấy, là ở chung một vị trí. Thì ông này mỗi lần ông tắm là ông toàn dùng cái vòi tắm đứng. Mỗi khi mà em vào tắm sau là mình mở nước một cái là nó ướt hết người luôn. Mà chị Hồng Vân là phụ nữ thì biết, vì em là gội đầu là gội ở ngoài tiệm. Đấy thì nếu mà mình bị ướt tóc là mình phải gội đầu luôn. Mà gội đầu thì gội xong là phải sấy khô xong phải tạo kiểu mất 2 tiếng đồng hồ. Mà công việc thì rất là bận. Nhiều khi buổi sáng đi gym về, khách thì ngồi đợi ở công ty rồi, mà tự nhiên ướt hết người, lúc ướt được đầu. Ướt đầu đảng trí. Cái không phải là vô tâm ông đâu. Xã chị cũng vậy. Giờ vậy nè, mình phải tự cứu mình thôi. Em bỏ luôn cái vòi đi. Không, sao lại trời bỏ ơi. Em bị gì vậy? Trời ơi. Vòi nhà chị cũng như vậy thôi. Mình phải coi cái chỉnh. Hoặc là luôn luôn trước khi mình mở mình phải né cái đó ra trước. Không có, em cố tình mà.
Thôi ơi, vậy thôi, không giống nhau. Không giống nhau nha. Thỉnh thoảng á, em không vui chuyện gì á là em để. Mà chỉ nhớ em tốt ơi. Nên mà em cố tình là em để cho ướt tóc để ra chữa lột chơi. Trả thù bằng nước. Bây giờ mới bình biết thường phải không Thảo? Đúng rồi, bây giờ em mới biết bình thường là diễn rất là sâu. Không bao giờ to tiếng hay là chửi bới hay là gì với ai bất kể một lúc nào. Ai cũng tin là một người chồng hiền lành đúng không? Đúng rồi, bây giờ em nói là ống ở nhà toàn bắt nạt em, không một ai tin, kể cả họ hàng nội ngoại hay là bạn bè của hai đứa hay là nhân viên, không ai tin luôn ấy. Thường quá. Nhưng mà là bắt nạt em. Đúng rồi, ở nhà bằng hình thức rất là ngầm như vậy. Bây giờ thấy em phản pháo đó. Cô này thì tật xấu thì không đến nỗi là không chấp nhận được. Với lại em sống chung với cái tật xấu của cổ riết quen rồi, nên bây giờ hỏi đến em cũng không biết có không. Không biết cái đó có phải là xấu hay không đúng không? Nói ví dụ thử cái tật nào mà em không biết cái đó là xấu hay tốt đi. Cái cô này thì lúc nào cổ tắm xong á, thì cổ cũng không có chịu tự treo khăn của mình lên. Thiết kế của cái độ máng khăn tắm nó hơi cao so với chiều cao của cô này. Thì mỗi lần cổ tắm xong á, cổ không tự máng lên được. Thì cổ cứ bước lên trên giường á. Em phải là người đi treo? Ai không treo cũng không sao. Nhưng mà nó ướt cái giường của em mà em nằm cái chỗ đó. Cho nên nó ảnh hưởng tới em. À, cái chuyện nó xảy ra sau khi mà em bị ướt đầu đúng không? Em nghĩ là cổ cố tình thôi. Biết là em không thích cái chuyện là cái giường nó bị ướt, nó bị ẩm. Mà cổ vẫn tiếp tục làm, đã nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn làm. Tại vì em biết đơn giản lắm, là tại vì cổ không thích ướt đầu. Mà em cứ cố tình em làm cho cổ ướt đầu. Thành ra bây giờ cổ phải làm từ cái đầu qua ướt cái khăn nó chuyển qua ướt cái giường của em. Quề, coi như quề đi. Còn cái gì khác nữa không? Chắc hết rồi. Không, hết rồi. Trời ơi, em hoàn hảo vậy sao Thảo? Hay là em cao cả quá? Trời ơi. Diễn sâu dễ sợ. Em mong muốn Thảo thay đổi điều gì? Cái chuyện mà em thật sự muốn Thảo thay đổi á, thì chắc cũng không có đâu, trừ việc là thay đổi cảm giác với em thôi. Ngoài cái việc đó ra thì em cũng không cần cổ thay đổi gì hết. Còn em sao? Em thì như hai cái vừa nãy em nói đó, đừng có để cái vòi như thế nữa. Thứ hai là đừng có va vào em. Chị nói anh nghe nè, bây giờ em cứ nói đi. Anh cứ nhớ nha, cái ngày hôm nào cái giường của anh ướt là hôm đó anh không thay đổi cái vòi. Cái đó là coi như quề. Còn cái chuyện á mà em nhớ mong manh lắm. Xương mỏng á, cho nên là cái điều mong muốn của Thảo là đúng, nó nhẹ nhàng say đắm với vợ chút xíu. Đúng không? Không có, tại vì cô này cổ chuyên gia, cổ đi vô mấy cái góc khuất của em á. Lựa vô cái điểm chết đó, cái điểm quơ tay đó. Điểm mù á, cái điểm mù ta, của tài xế đó đúng không? Con người ta to đùng đoàng này kêu đi vào góc khuất là đi vào đâu? Lúc mà mình mặc áo này nọ không có thấy ở đằng sau thì phải ra đằng sau đứng rồi hỏi sao không quýnh chúng. Cổ không chịu lựa cái chỗ thôi. Chị cũng biết nói sao, tại cái giường nhà em bây giờ em đi đổi cái giường lớn hơn đi. King bed rồi á chị. Đó, rồi xong rồi chia ra một cái gối ôm vậy đi, khi nào ông định hình trên giường xong xuôi đi rồi bắt đầu mình hãy bắt đầu thoải mái. Khi mà ông chuẩn bị lên giường là em cứ tìm cách em thủ. Trời ơi, dễ sợ vậy hả? Sao áp lực quá vậy? Chứ bây giờ làm sao không? Trời đất ơi. Vậy cái ông vô tình ông quạt tay qua thôi là mình cũng mệt rồi, gãy xương rồi đúng không? Đi ngủ mà lúc nào cũng thủ vỏ như vậy. Còn một cái điều nữa là cái vụ mà cái mong muốn của em á, thì chị nói nè, con em mới còn 1 năm đúng không? Dạ đúng rồi. Mới có 1 năm. Em nếu như em vẫn còn cái cảm giác mà chưa có hưng phấn á, chị nghĩ em phải gặp bác sĩ, tại vì phải bổ sung cái lượng mà testosterone của người phụ nữ ở trong người em thì em mới lấy lại cân bằng cái việc đó được. Vì thứ nhất là stress về công việc nhiều quá, thứ hai là lo cho con, chăm con, tức là cái đầu mình tập trung vào cái việc mà mình nuôi đứa con, cái thứ ba nữa là cái lượng testosterone nó chưa đầy đủ ở trong cơ thể, ba cái đó nó nhập lại nó tạo một cái cảm giác mà cái ham muốn nó bớt đi. Thì thành ra bây giờ 1 năm chị nghĩ đủ để mà em có thể tái tạo lại cái việc đó rồi. Thì em gặp bác sĩ thì là ok hết. Xin chúc cho các em coi như là mọi thứ nó đều hoàn hảo hết nha. Rồi cuộc sống luôn luôn vui tươi và tràn đầy hạnh phúc nha. Xin chào Hoàng Ringo và Thảo. Chị gọi lại đi chứ, chị lấy anh ấy rồi, ủa anh khuyết tật như vậy rồi về lo được gì cho chị đâu. Tự nhiên em chẳng quan tâm gì. Thương thì nó lấy thôi, đó là quyền quyết định của nó. Đâu có phải là khuyết tật mà không lấy đâu. Và bây giờ mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp tục nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng số 2. Rồi. Trước tiên thì Quốc Thuận và chị Hồng Vân xin cảm ơn vợ chồng anh chị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Xin mời hai anh chị giới thiệu về mình.
Dạ, chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Chào khán giả, em tên là Dương Thị Huệ, năm nay em 48 tuổi. Em làm nghề gì? Dạ, em chăm sóc bệnh nhân ở nhà may mắn, quận Bình Tân đó chị. Dạ. Cái nhà may mắn đó là mình nuôi dưỡng những người bệnh hay là... Cái nhà may mắn của em là có một cái chị Tim, đó là người của Thụy Sĩ. Chị sang đây hồi năm 18 tuổi, chị đã nuôi tổng cộng bây giờ là cỡ hơn 400 người khuyết tật và trẻ mồ côi. Chồng em thì là khuyết tật. Còn em thì cũng phải góp một phần công sức nhỏ để phục vụ cho những người bệnh ở trong đó. Là có nghĩa là em là người chăm sóc cho cái những người sống ở trong cái ngôi nhà may mắn đó. Rồi, vậy là còn... Rồi, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, em chào mọi người ở đây ạ. Em tên là Nguyễn Hồng Phong, là người khuyết tật hạnh phúc. Năm nay là Phong, anh Phong bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 46 tuổi. 46 tuổi, lần đầu tiên anh chị gặp nhau như thế nào? Và cái chuyện tình của anh chị nó nảy nở ra sao nè? Cách đây 12 năm về trước á, thì là em cũng đi vào Sài Gòn lập nghiệp, thì em cũng đi làm. Rồi một buổi tối đẹp trời thì những cái người hàng xóm ở bên dãy phòng trọ thì lại có những người người ta đi bán cái kẹo kéo á. Xong rồi em cũng thấy hay, em cũng đi theo cái người bán ở đó, đi vòng quanh hết tất cả các phố phường, thì về đường Tân Kỳ, Tân Quý thì tự nhiên thấy một nhóm của mấy cái anh khuyết tật này ngồi chúng nhau rồi nhậu. Mỗi chỗ đường Tân Kỳ, Tân Quý có cái nhà may mắn thanh niên. Là lúc đó là Phong đã đang ở trong ngôi nhà may mắn rồi. Ở trong nhà may mắn và rồi. Hôm đó là mấy anh em ra ngồi nhậu nhẹt với nhau. Em vô thì em thấy anh này ố là nói tiếng gì mà giống ở quê mình. Quê chị đâu? Em mới hỏi, em ở Hà Tĩnh thì thấy anh này nói, thì hỏi ra là anh nói là anh ở Nghệ An, thì cũng quen biết vậy thôi. Anh xin số điện thoại thì em cũng đọc cái số điện thoại mà cái số chính của em á, thì em chỉ đọc sơ thôi. Nhưng sau mà em đọc lại, ồ thôi em xài cái số, cho anh cái số sim rác đi. Thế là anh cũng ghi cái số sim rác rồi về, tự nhiên đến tối về rồi anh ấy lại gọi vào cái số mà sim chính của em, thì em nói ủa anh này hay, mình nhớ mình cho anh số kia mà sao lỡ đọc số này mà sao nhớ giỏi dữ à. Rồi còn Phong thì sao, khi mà Phong gặp cái bạn này thì sao? Thì lúc đấy là em thấy là có một người rất là mạnh mẽ, tức là dám đứng giữa đường mà hát, lại là cái giọng quê mình nữa, thì thấy nó vừa gần gũi mà vừa thấy mình nói là có một người ước gì mình có một người chị hay là một người bạn như thế này. Đấy, thì khi vợ cho một cái số, thế mà sao đọc một lần mà lại nhớ luôn. Em nhớ luôn. Rồi sau đó là chủ động làm quen đúng không? Thì sau đó cũng làm quen, thì biết được cái số điện thoại rồi, thì em hay rủ đến cái nhà may mắn của em ở là chơi cái trung tâm mái ấm tình thương ấy. Thì thấy không có mè hè với người khuyết tật. Ngày này rất là cười mở, thì em nói là được đây. Bao nhiêu lâu thì em cảm nhận được là anh này anh yêu em? Em cũng nghi rồi nhưng mà em không có màng tới. Bởi vì là em chỉ biết là em thấy mọi người khuyết tật thì em thấy thương tình thôi. Anh này cứ tán tỉnh hoài, cứ nói hoài, thì em nói ồ anh gọi điện thoại gì mà nhiều thế, tốn tiền điện thoại. Anh nói phét với em là thôi em cứ nghe đi, chứ anh bạn anh ở ngoài Hà Nội gửi vô cứ một lần hết tiền là vô cứ 500.000, tiền đó lãi nhiều lắm, không có phải lo gì cả. Dữ ha, khuyết tật này mà nhiều tiền như thế, có bạn bè như thế thì ok nghe thôi, có gì đâu. Có một ngày đẹp trời thì tự nhiên anh lại bắt taxi đi xuống phòng trọ của em. Quận 12 luôn, ở Tân Kỳ Tân Quý là quận Bình Tân, đi xuống quận 12 đúng vào cái ngày mà World Cup ở Việt Nam mà chiến thắng ấy. Tức là em đi taxi từ cái nhà may mắn đó xuống phòng trọ cô này bao nhiêu tiền? Mắc không? Vâng, đi nó cũng khoảng cỡ trên dưới 100.000 gì đó. Tức là cũng nhớ. Xa đúng không? Nếu mà như vậy mà xa. Lúc đấy đi vì cái gì đó cho nên là tiền nó cũng không thành vấn đề. Đi vì cái tình yêu đó. Anh xuống được chỗ em mấy lần? Một lần rồi sao? Còn lại là em đi em lên nhà may không mắn. Dạ. Thế đến lần thứ bao nhiêu á thì là hai người chính thức là tỏ tình với nhau? Cũng lâu ấy nhỉ. Khoảng cỡ 5 tháng gì đó. Thực ra là em không nghĩ đến cái chuyện mà lấy vợ đâu. Nhưng mà có thêm người bạn mà nó gần gũi thì nó tốt hơn. Em tỏ tình sao? Nói hay bà làm vợ tôi đi. Bà thẳng thừng vậy luôn. Hay là nói hay không có ai lấy tôi đại tôi đi. Ai lấy thì lấy đại tôi đi. Nó rất là mộc mạc đúng không? Lúc đó chị như thế nào? Bối rối. Và lúc em có nhận lời không?
Em nhận lời luôn. Nhận lời sao đâu, trả lời sao đâu, đâu đâu, nói lại chị nghe coi. Trả lời thôi cũng được. Thôi cũng được. Lớp hai, hai anh chị từ lúc đấy mà đã như hai anh chị lớn tuổi rồi. Hay là bà lấy tôi đi. Thôi cũng được. Con nhưng mà lý do gì vì sao mà chị không suy nghĩ gì thêm mà chị đồng ý ngay lúc đó? Tự nhiên thấy anh này cũng đẹp trai. Hay. Đẹp trai đúng rồi. Cũng được, nói chung là cũng ôi miệng mồm dữ lắm chị ạ. Không, cái lúc ông trời đó có là cái bù trừ thôi. Dạ, chắc em do em là học cái thừa vẽ, nói cho oai một tí là làm họa sĩ ấy. Thì đang học cái nghề đó thì thấy cái gì nó cũng đẹp cả. Đặc biệt là thấy phụ nữ thì luôn luôn là đẹp. Với lại luôn nghĩ là con người không có người xấu. Giống như màu sắc thì không có màu nào xấu hết. Mà mình đặt nó ở đâu? Mà chị hỏi là lúc mà em nhận lời yêu ảnh á thì nhiều người cản em không? Gia đình hay bạn bè này có cản em không? Có. Hay là có một có một con nhỏ em ở cùng phòng trọ thì là cũng ở cùng quê thôi, thì nó cũng nói là chị coi lại đi chứ chị lấy anh ấy rồi, ủa anh khuyết tật như vậy rồi về lo được gì cho chị đâu. Tự nhiên em chẳng quan tâm gì. Ngoài ra thì gia đình em không hề phản đối một cái gì cả. Tức là bên gia đình, bên cha mẹ không hề phản đối gì hết. Cha mẹ em thì anh chị em cũng vậy. Rồi một ngày thì anh này lại xin số, lấy số điện thoại ở trong máy của em là của chị gái em ở Đà Nẵng á, thì anh điện về anh nói với chị là chị ơi thôi chị nói với Huệ là bỏ em đi chứ lấy em rồi không có tương lai gì cả, lấy em khổ lắm tại vì em là người khuyết tật tội nghiệp bạn ấy kia đó. Cái chị em mới nói là thương thì nó lấy thôi, đó là quyền quyết định của nó. Ai cũng lấy ai cũng được chứ đâu có phải là khuyết tật mà không lấy đâu. Thì lý do gì mà em lại điện về gia đình vợ như vậy? Là em muốn thử xem cái phản ứng của gia đình như thế nào. Thứ nhất là hình như là các cái cặp mà vợ chồng mà cũng giống cái hoàn cảnh của em lúc đấy, gần như là cặp nào cũng bị gia đình cản. Thì nói thật là em rất là lo. Vì giờ nói với gia đình là mình yêu nhau lâu rồi. Thêm một cái chút mà rủ lòng thương nữa là yêu nhau rồi mới bị tai nạn, chứ không phải là tai nạn rồi mới vô thì nó nó ở bản thân mình cũng nói là sao mà nó khờ quá vậy. Thằng này nó khuyết tật thế rồi mà còn lao buông chi. Có đến thăm hỏi nó thôi được rồi. Thế thì được cái gia đình trả lời là không, như vậy là có tội đó. Chuyện này đến bây giờ vẫn anh này. Mà lúc đó thì em cực kỳ xúc động đúng không? Thực mà sự là xúc động. Và báo anh chị biết là bây giờ bên gia đình anh chị em rất là thương. Thậm chí mà vợ có là mét bên ngoài cái là mét ngay lập tức. Tụi em lấy nhau bao lâu rồi? Được vừa tròn 10 năm. 10 năm. Wow. Có cháu nào không? Dạ em có một em bé. Em bé học lớp 2 vậy. Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con em năm nay 8 tuổi. Trời ơi, cháu xinh quá kìa. Thực sự thì là lúc mà khi mình yêu nhau thì mọi thứ nó rất là đẹp. Mình nghĩ là mình có thể vượt qua tất cả mọi thứ, bất chấp mình có như thế nào đi chăng nữa. Nhưng mà khi thực tế hôn nhân rồi thì có lúc nào tụi em cảm thấy bi quan, nhất là em á. Phong có cái nào cảm thấy bi quan là mình không hỗ trợ gì được vợ cái mình? Giai đoạn này thì nó cũng dài lắm chị ạ. Tức là mới đầu thì khi cưới nhau thì đơn giản là mình như có vợ có chồng với người ta thôi. Nhưng mà khi vô cuộc sống thì cái trung tâm của em thì là phải ra ngoài. Là khi đó là mình phải tự lập, phải ở phòng trọ. Mà phòng trọ thì có những cái phòng trọ mà em chuyển 4-5 cái phòng trọ. Nhưng có cái những phòng trọ thì đi ra cũng phải nhờ người ta đẩy, mà đi về cũng phải nhờ người ta đẩy. Nó cực lắm. Cũng có giai đoạn em rất là tiêu cực, nghĩ cái tiêu cực trong con người. Có lúc nào em muốn cảm thấy là em muốn chia tay, muốn giải thoát cho vợ em không? Có là nói bây giờ nếu mà bám nữa thì là làm khổ vợ. Và em có nói điều mà đó cho em cổ cũng không có cảm thấy mình nó bất lực, không làm được gì cả. Em có thể là chia tay, em cứ đi vững nữa hay là đi đâu đó thì tùy. Thế nhưng mà lúc đó Huệ sao? Em lúc đó em có hiểu được là chồng em suy nghĩ như vậy chưa? Em cũng biết là như là cái nỗi khổ của một người khuyết tật nó rất là khó khăn, ràng buộc những cái chuyện mà tới lui sinh hoạt thì nó ấy. Nhưng mà cứ mỗi lần cứ thấy đi nhậu về em lại bực mình. Thì cứ cằn nhằn. Thì bắt đầu là lại xảy ra chuyện. Nhưng mà em thì trong thâm tâm em kể cả đến bây giờ này, em không bao giờ em nghĩ tới chuyện ly hôn hoặc là bỏ thôi nhau gì cả. Thế nhưng mà cái điều gì làm cho tụi em có thể vượt qua được cái đó? Có phải là do em bé?
có em bé chị ạ, tức là cảm ơn bề trên là lúc đó lại xuất hiện em bé. Thì yeah. cái đó lúc thôi, lúc tìm. Đó thì nó là rất là một cái niềm vui quá lớn đối với một người khuyết tật. Đó chính là cái động lực để mà em có thể bỏ hết tất cả những cái suy nghĩ tiêu cực đi đúng không? Và niềm vui nó quá lớn là quên hết, nằm cứ bắt tay lên trán để suy nghĩ làm cách nào tốt nhất có thể cho con mình, cho con mình. Thôi bây giờ nói chung là tới cái phần này đi. Cái phần này là cái phần quan trọng nhất. Đó chính là cái phần mà có thể là đại hội vạch mặt. Sao chị Huệ? Có nhiều lắm. Cái thứ nhất là anh đi nhậu với bạn bè, rồi về muộn, mẹ con chờ cơm, bực mình ha. Mình là người phụ nữ mà đi về nhà mà không thấy chồng đâu, mà con đi một đằng, chồng đi một nẻo, rồi điên lên. Rồi bắt đầu là la rầy lên. Đi kiếm. Đi kiếm chứ. Rồi anh em mới cứ nói là tại sao tôi đi nhậu chỗ nào bà cũng có mặt, đi kiếm về mà. Có khi nào mà ổng đi nhậu mà đi về nhà thấy cửa đóng không? Nhốt mình ở ngoài không? Ổng có đóng em thì có. Làm sao? Đóng cái này có luôn. Sự nhầm lẫn nào đó. Các em quên quen cái tay vô thì đóng cửa thôi. Đúng. Hai mẹ con đi ra ngoài, ba đi nhậu về thì ba đi vô ba bấm cửa luôn. Thì cửa trước bấm, cửa sau cũng bấm luôn. Thì chìa khóa đâu có đâu vô. Em đi sang hàng xóm mà tìm được một cây thiệt là dài, chọc qua cửa sổ, ba 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 dậy mở cửa, dậy mở cửa. Ui rồi chọc đại, ba rút luôn cái cây luôn. Thôi khỏi mở luôn. Trời. Làm thêm mấy tiếng đồng hồ nữa thì hai mẹ con vẫn lang thang ở ngoài thôi. Khuya 11, 12 giờ đêm rồi. Thôi tự nhiên tỉnh dậy mở cửa cho vô. Em không biết cho nên là không rồi, có tội anh ha. Rồi ngày mai về, ui rồi có chuyện liền. Như vậy là tật xấu là xấu lắm. Còn cái gì nữa? Xấu. Có siêng năng không? Ôi giời, chẳng bao giờ làm việc gì ăn đó, để đó. Chỉ có một ngày 20 tháng 11 hoặc là 20 tháng 10 hoặc là ngày 8 tháng 3 thì em biết là anh này hôm nay thế nào cũng rửa chén. Em chồng cho 2 ngày luôn. Trời rồi cho tởn. Nhưng mà đến một năm ông giúp em được 2 lần. Dạ, được rồi, đúng 2 nhiều ngày. Nhiều quá. Đó. Rồi nè, hỏi luôn nè. Vợ luôn. Anh ấy có lãng mạn không? Hồi nãy chị kể đó, ảnh là một họa sĩ, đúng chưa? Thì họa sĩ thường rất là lãng mạn. Lãng mạn lắm, vẽ tranh cho người khác không à, đâu vẽ tranh cho vợ đâu. À vẽ cho người khác. Dạ. Vẽ cho vợ. Tặng hoa thì ngày 8 tháng 3 của cái năm nhớ mới cưới á, thì còn kêu cái nguyên cái chị bán hoa vô ở gần chợ mà chị vô chị lấy cái bông chị tặng vợ em đi, rồi ra nhiều tiền em trả. Tức là không lãng mạn. Dạ, nói chung là cái miệng mồm thì ghê lắm, nhưng mà sao đối với vợ sao tự nhiên tịt hớm em chẳng biết. Em kể luôn đi. Cái cô ấy cái tật xấu gì không? Nhưng mà em mà nói tật xấu đây là có anh chị trọng tài với mọi người làm trọng tài nghe. Nghe về nhà là không có chuyện gì hết. Không có sao cả. Có gì nói thật nghe. Nổi bật nhất là cái thật nói nhiều. Em không nhận được. Nhiều lúc nó mệt trong người hay là đang vẽ mà cứ nhiều nói thì bỏ cọ đi ra thôi. Giờ cũng còn trẻ này nhưng mà đến khi mà lớn tuổi rồi chắc tôi chịu gì nói. Đó, tôi nằm một chỗ rồi mà cứ nghe cái đài phát thanh nói liên tục thế này thì chắc thua. Rồi còn xấu gì nữa? Đó thì trong cái nói đây á thì mới lộ ra. Mới dần dần mới hiểu vợ mình thực ra là người tốt, có cái gì nói để ngoài hết rồi, không có cái gì nó không sâu xa, nó thâm hiểm hết rồi. Đến khi nói thật là biết cho quen là giờ nghiền hay sao. Bà không nói là chịu không đổ. Nói là chịu không nổi. Không nói là có vấn đề. Bây giờ mà không nghe tiếng vợ nói một ngày chắc chị em chịu không nổi đó. Rồi bây giờ cái đó là không phải trở thành là tật xấu nữa rồi. Bây giờ thì, Phong à, em mong muốn vợ em thay đổi là bớt nói nhiều không, hay là mong muốn vợ thay đổi điều gì? Thì bây giờ mong muốn nhất á, thì bây giờ mỗi người rút kinh nghiệm một chút để hướng về một cái gì đó cho nhau, cho gia đình và cho tương lai. Đó, điểm sao bây giờ chỉ có hai vợ chồng, chỉ có mỗi một em bé thôi. Làm sao mà để cho con nó đủ điều kiện để học cho nên người. Thế là cái điều mà em mong muốn nhất. Thế nên là bây giờ cái đau ốm của em nó quên đi. Thậm chí bây giờ em ngồi đây vẫn đau đó. Cái di chứng nó để lại là nó đau liên tục. Tức là em bị cái gì mà cái di chứng? Tức là em bị thì tai nạn gãy cuộc sống. Nói chung là cái di chứng nó nhiều lắm. Rồi bây giờ là nó cứ trở trời là nó đau đúng không? Nó đau lắm. Bây giờ mà nhắc đến là nó đau ngay tại chỗ đây. Nhưng mà mình làm cái điều gì đó, cố gắng làm cái gì đó hướng tới cái đẹp, hướng tới cái vui. Này, thấy vợ mình có đẹp hay không đẹp cũng là thấy đẹp. Nhưng mà vậy em còn nhậu không? Dạ không chị. Em bị cái đó đợt này rồi em mà. Bệnh nặng lắm. Em uống không được, đặc biệt là không uống rượu thì hạnh phúc nó cao hơn nhiều. Rồi bây giờ tới chị Huệ, chị dạ. mong muốn anh Phong thay đổi điều gì? Thì em cũng chỉ muốn chồng em là nếu như mà sau này mà có trở lại như là hết bệnh đi, tại vì anh bị lao cột sống, nên là uống cái thuốc đó nó rất là ảnh hưởng tới sức khỏe và mong muốn sau này mà nếu mà uống hết thuốc mà trở lại được có sức khỏe lại thì không nên bia rượu nữa, mặc dù ít cũng ảnh hưởng tới sức khỏe. Thì em thì cũng lớn tuổi rồi, thành ra là không
không có đủ sức để chăm sóc ẵm bồng lên xuống nữa. Thế nên là giữ sức khỏe mỗi người một tí thì gia đình nó tốt hơn, với lại để tập trung vào để quan tâm và dạy con, cho con nó ăn học đến nơi đến chốn. Em chỉ mong muốn vậy thôi. Thì chị thấy như vậy nè, cái mong muốn của cả hai vợ chồng là rất là giống nhau luôn. Cả hai người bây giờ cảm nhận được là tất cả mọi điều mình đang có, mình sắp có, mình đã có đều dành cho cô bé xinh xắn kia. Cô bé xinh xắn kia năm nay là được 8 tuổi rồi đúng không? Dạ, 8 tuổi. Cái tuổi này á, nó rất cần tâm sự luôn á. Em sẽ tìm được cái niềm vui ngoài rượu. Nó sẽ kể cho mình nghe những cái chuyện mà rất là vui. Tại vì con chị là năm nay là cháu 12 tuổi. Cho nên là chị hiểu được là những đứa con gái từ cái tuổi này cho đến lúc nó dậy thì nó sẽ cần cái tâm sự với mình. Và mong cho anh chị sẽ luôn luôn gặp được những niềm vui nha. Dạ, cảm ơn. Chúc anh chị là một sức khỏe. Cảm ơn anh chị rất là nhiều.